Làm gì vậy? Sao lúc này học hoài vậy? Tại có người cầm cọng lông gà coi như là lệnh tiễn thôi. Đi nhanh một chút đi. Tôi thiệt bái phục đám tôi thần các người, chẳng có tính cách gì hết à. Đánh tới đánh lui, bây giờ nhà khách ế tới không có một bóng ma. Tôi và anh Sơn lo lắng đến đang nằm ngủ cũng phải giật mình vậy nữa. Đâu có giống như ai đó, yên tâm ngồi chơi. Nè, chẳng phải chúng ta đã quyết định mỗi tuần họp một lần rồi sao? Phải đó. Quy định đó là do con người đặt ra. Bây giờ quan trọng nhất là cứu nguy. Tôi và anh Sơn đã suy nghĩ rồi. Nếu muốn nhà khách kiếm tiền, chỉ có một cách thôi, đó là thâm nhập từ quảng cáo. Bây giờ là thời đại thông tin mà, chúng ta nhất định phải tiến theo thời đại, giống như là ca sĩ và diễn viên gì đó. Thử hỏi có người nào không nhờ quảng cáo để nổi tiếng hay không? Cho nên chúng ta phải đẩy mạnh quảng cáo, dùng thủ pháp quảng cáo rầm rộ ồ ạt. Còn phải trong thời gian ngắn nhất làm cho dân chúng ở Hồng Kông này, phải nói là toàn bộ người Trung Quốc đều biết đến nhà khách Dương Kim của chúng ta. Quảng cáo rầm rộ ồ ạt hả? Cô có biết đăng một mẫu quảng cáo lớn bằng một lóng tay trên mặt báo phải tốn bao nhiêu tiền không? Và cô có biết phát một mẫu quảng cáo 30 giây trên TV là phải tốn bao nhiêu tiền không? Chúng ta lấy đâu ra tiền để quảng cáo chứ? Ai da, chắc là anh chưa nghe thế nào gọi là trước lỗ sau lời. Muốn lấy lãi đương nhiên là phải bỏ vốn. Chúng ta phải đẩy mạnh quảng cáo, có thêm người biết, tự động sẽ có thêm người đến ở. Đạo lý đơn giản như vậy, không lẽ còn bắt tôi phải chỉ anh sao? Không hiểu sao đàn ông bây giờ tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Em đừng có nói người ta hạn hẹp nha. Cái gì chứ? Tại em nói đúng, người ta mới không dám lên tiếng thôi. Các người làm ơn đi, tất cả các người hé môi giùm đi. Mỗi lần vô họp cũng chỉ có một mình tôi nói à. Kể trên người dưới chẳng có ai làm được việc hết à. Làm cái gì vậy, nói đi. Cô thấy đủ chưa? Lúc nào cô cũng nói là muốn tốt cho nhà khách. Vậy thôi được, cô đừng đực cái miệng nữa. Lúc nãy cô nói cái gì trước lỗ sau lời phải không? Bắt đầu từ tháng sau đừng lãnh lương nữa. Đợi 10 năm sau nhà khách kiếm được tiền cô mới lãnh đi. Cô, tôi vẫn chưa nói xong. Cô từng nói đây không có chuyện gì miễn phí mà. Thôi được, đích thân cô qua Cam Túc Khu Nội Mông kiếm khách về đi. Hễ nói tới miễn phí tôi lại thấy nổi giận lên rồi. Hằng ngày chưa tới 12 giờ rưỡi cô lại bỏ đi ăn trưa, không quá 3 giờ rưỡi cô cũng không mò về. Chưa hết, quá đáng nhất là gom hết tất cả hóa đơn về báo chi phí. Cô làm việc tức là lấy công làm tư, vậy mà gọi là tốt cho nhà khách thì sao? Cô vừa thôi nha. Ai nói tôi đi cơm trưa với bạn bè không phải vì công ty chứ? Cái đó gọi là thủ pháp đối ngoại đó. Chẳng qua tôi muốn thiết lập mối quan hệ thôi. Anh Đức, anh nói gì đi, người ta móc hỏng em kìa. Chưa hết, tôi chưa nói xong. Tôi nói cho cô biết Trần Kiều Sở, chẳng qua cô là một nhân viên của nhà khách Dương Kim, là nhân viên chứ không phải là cổ đông. Từ nay liên quan đến những chuyện lời lỗ gì đó trong kinh doanh, cô không được xen vào. Chưa hết, vì thính giác của tất cả mọi người ở đây, cô làm ơn trước khi vào họp giảm bớt âm lượng của cô đi. Hay lắm. Đủ rồi. Tất cả mọi người không nể mặt tôi cũng phải nể mặt anh Sơn chứ. Anh cũng là một cổ đông mà. Trời ơi, anh đừng có nghĩ là em không nhìn thấy anh cười thầm nha. Bây giờ em bị người ta chà đạp kìa, mau lên tiếng đi. Thôi bỏ đi, mỗi người... Thôi cái gì chứ? Tôi nhất định tính sổ với tất cả các người. Thôi đi. Tránh ra đi. Được rồi, nè quá đã. Ê, trời chết rồi, bây giờ lũ lụt, bão táp, bão giông, bão gì cũng có hết rồi. Lần này tôi sẽ bị trời đánh cho coi. Chà. Ủa, sao cô còn ngồi đây vậy? Nè, có phải lúc nãy cô bị ma nhập không? Lúc nãy tôi mới biết thì ra cô có thể hung dữ như vậy. Nè, cô bị sao vậy? Hả? Sao khuôn mặt y như bóng đèn đỏ vậy? Tay run run, chân cũng run luôn. Tôi vừa mới hạ cơn giận xuống, bây giờ tôi mới biết sợ. Trời ơi, sao phản ứng cô chậm chạp quá vậy? Vậy sao lúc nãy cô dũng cảm quá vậy? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi thấy cổ nói câu nào cũng nhắm vào anh, câu nào cũng giống như là móc họng vậy. Cơn giận của tôi liền từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu. Chết rồi. Chắc chắn là Kiều Sở sẽ giận tôi cho coi. Từ nay hàng ngày tôi còn phải nhìn mặt cổ nữa.
Chú Khai. Thôi chào. Chú Khai. Vô ngồi đi, vô ngồi đi. Dạ. Ê, chú Khai à, tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với chú đó. Được được. Nè, ngồi xuống rồi từ từ nói. Với lại để chú rót nước cho hai người. Không cần đâu chú Khai, nước thì không cần. Chú cho con ly nước đá dập tắt ngọn lửa thì còn nghe được đó. Trong nhà người già làm gì có nước đá. Không sao đâu. Để con nói ra ngọn lửa sẽ tắt ngay. Chú Khai à, chú cũng biết trước giờ anh Sơn có một lòng muốn quản lý tốt nhà khách. Con thì không hiểu người ta tại sao lại hạn hẹp đến như vậy. Chút xíu chuyện cũng nghĩ không xong. Cô Giang đó và Cam Đoạt Mệnh, lúc nào hai người đó cũng giống như là song kiếm hợp bích vậy đó. Hễ vô họp thì dành hết chuyện để nói. Anh Sơn của con muốn nói chút thôi, họ liền trận hồng ảnh lại. Chú Khai à, chú biết anh Sơn biết lâu, chú cũng biết xưa nay con người anh rất là hiền lành. Anh đâu có giống như người ta vậy đâu, biết tranh quyền đoạt lợi chứ. Anh Sơn của con á là loại thật thà, nói ít nhưng mà làm nhiều. Nhưng mà khổ nổi, người hiền dễ bị ăn hiếp lắm. Bây giờ anh Sơn bị người ta đè đầu cởi cổ rồi. Anh Sơn à, anh nói gì đi, có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi. Em biết xưa nay con người của anh nó rất là tốt bụng, giúp người ta cũng không có thích treo ở cửa miệng. Nhưng mà mạng của chú Khai đúng là do anh cứu mà. Thật ra thì thi ơn không mong trả, anh với chú Khai cũng không có gì để tính tới. Cũng không thể nói như vậy được. Nhận được ân quả nhớ ngàn đời, nhận được bó hoa thơm ngàn năm. Chú Khai à, chú không có dung ơn bội nghĩa gì đâu ha. Chú Khai, hình như chú có chuyện không ổn hả? Tim của chú đau, đau nhói dữ lắm. Hả? Có chuyện gì để hôm khác mới nói đi được. Chú Khai à, đừng có để hôm khác nói. Thôi thì ủy nhiệm cho con làm người phát ngôn của chú, vậy thì sẽ có thể bịt miệng được hắn. Từ nay anh Sơn sẽ có chỗ đứng ngay. Chú Khai, chú nghĩ vậy có đúng không? Thiệt là tức chết được á. Nói đến càng cả tiếng cũng chỉ có câu để suy nghĩ lại, để suy nghĩ lại. Rõ ràng là ổng muốn gạt em. Ổng đó, ai là trung, ai là gian cũng không biết phân biệt nữa. Đúng là già lẫm cẩm lão hồ đồ. Phải rồi, thôi mình đi đi. Đừng có tức giận nữa, em nói khang tiếng mà. Ổng tức giận sao được chứ. Càng nghĩ càng thấy tức. Rõ ràng mạng của ổng mới là do anh cứu mà, vậy mà cũng không giúp anh nữa. Đúng là vô lương tâm. Em đừng có nói như vậy chứ. Chú Khai đã chia 1/3 nhà khách cho anh rồi. Trời ơi, chỉ có 1/3 à? Muốn bán cũng không được, quyền lợi cũng không có, trước sau cũng bị dẹp tiệm thôi. Có xe rồi. Nè, đừng nói nhiều anh đó. Anh nghĩ có đúng không? Phải, đương nhiên rồi. Nè, làm ơn đi. Rồi. Chú Khai. Dạ, Giang. Vô ngồi. Ngồi đi con. Chú Khai. Sao sắc mặt của chú xanh vậy? Chú không khỏe à? Cũng hơi hơi thôi. Chú ngồi xuống đi. Yeah. Cẩn thận nha. Chú Khai à. Con không phiền chú nghỉ ngơi nữa, hôm khác con mới ghé thăm chú nha. Ê, dù sao cũng tới rồi, ngồi chơi lát đi. Giang à, con và cậu Kiệt hai người không hợp với Kiều Sở sao? Chú Khai à, thật ra anh Kiệt chỉ một lòng muốn tốt cho nhà khách. Trong lòng ảnh có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều kế hoạch. Tuy trong một lúc không thể thực hiện được, nhưng chú cho ảnh thời gian đi, nhất định ảnh sẽ có thể làm được. Chú Khai, chú Khai, chú bị sao vậy? Hả chú Khai? Sao không còn nhịp tim vậy? Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bình tĩnh lại. Kích tim nhân tạo, mình biết kích tim nhân tạo mà. Chú Khai, chú Khai, chú đừng làm con sợ nha, chú đừng có bị gì nha. Hả chú Khai, chú bị sao vậy? Lúc nãy chú bị mất nhịp tim, nhưng bây giờ đỡ lại rồi. Anh là ai vậy? Tôi là con nuôi của chú Khai. Anh còn đứng đó làm gì? Gọi cấp cứu đi. À. Chú Khai, không sao đâu, xe cấp cứu sẽ tới ngay mà.